Hello, xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em Thi sẽ đưa quý cô chú anh chị đi xem một khu đô thị rất là đẹp tại thành phố Nha Trang. Đó là khu đô thị Nam Vĩnh Hải thuộc thành phố Nha Trang. Đây cũng là cái dự định lâu nay của em Thi rồi. Cho quý cô chú anh chị nhìn một vòng khu đô thị Nam Vĩnh Hải năm 2024 mới nhất. Kèm theo đó là những cái thông tin bên lề, có thể là quý cô chú anh chị biết rồi hoặc có thể là chưa biết. Nhưng quý anh chị đừng quên cho em Thi xin một like, một đăng ký, coi như đó là cái động lực để mà em Thi ra nhiều video như thế này hơn. Em Thi cảm ơn rất là nhiều. Đây là khu đô thị Nam Vĩnh Hải thuộc thành phố Nha Trang, đã được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500, và khu đô thị này nằm trong vùng quy hoạch 1/2000 thuộc khu dân cư phường Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa. Đó. Tổng diện tích của dự án là 32,8 hectare và tổng mức đầu tư là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng nha quý anh chị nha. Với hơn 700 lô liền kề và hơn 30 lô biệt thự cùng rất là nhiều các cái tổ hợp như là trung tâm thương mại, nhà ở xã hội rồi các cái dịch vụ tiện ích đi kèm. Thì đây là một khu đô thị rất là đáng sống ở khu vực phía bắc thành phố Nha Trang. Đó. Thì diện tích của nó cũng rất là đa dạng quý anh chị, các lô liền kề thì dao động từ 75 cho đến 100 hơn 100 mét vuông. Còn các lô biệt thự thì 280 cho đến 320 mét vuông. Tọa lạc tại phường Vĩnh Hải thuộc thành phố Nha Trang, nằm ở bên phía bắc thành phố Nha Trang quý anh chị. Nằm trên cái trục đường chính, đó là mặt đường Nguyễn Khuyến, và cạnh bên đó là cái tuyến đường vành đai 2 của thành phố Nha Trang. Cái con đường vành đai 2 này đã được quy hoạch mở rộng là đã được quy hoạch có chiều rộng là 39 mét. Rất là tiềm năng để đầu tư và kết nối từ Nha Trang về lại phía bắc của Nha Trang. Đó. Hôm nay em Thi có bay một đoạn như thế này để review cho quý cô chú anh chị xem, và cũng như là xem cập nhật các cái hình ảnh thông tin mới nhất về khu đô thị Nam Vĩnh Hải, cũng như là thêm một ít thông tin ít ỏi mà cơ bản mà em Thi biết quý anh chị ha. Thì nói chung cái khu này thì em Thi review rất là nhiều rồi. Review rất là nhiều đất ở trong này, nhưng mà tổng quan khu đô thị như thế nào qua thì cũng chưa có nhiều dịp để mà nói với quý anh chị. Đó, em Thi thì cũng mơ ước là sẽ được mua ở đây ở, tại vì khu này rất là ok. Giá giao dịch thì nó vẫn còn tầm chỉ trên 20 triệu một mét vuông cho những cái lô liền kề thôi quý anh chị. Đó. Hiện tại thì sắp tới đây có thể là sẽ bán mở bán giai đoạn 2, hiện tại giai đoạn 1 đã bán cũng gần xong rồi. Vị trí dự án Nam Vĩnh Hải thì cách biển đâu đó chỉ tầm khoảng 1,5 cây số thôi. Bán kính 1 cây số thì chúng ta có chợ Vĩnh Hải, trường tiểu học Vĩnh Hải, ủy ban phường Vĩnh Hải, đồn công an, trạm y tế, siêu thị, rất là nhiều các cái tiện ích đã đáng để sống ở khu vực này nha quý anh chị nha. Đó. Rồi, mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng xem một vòng toàn cảnh khu đô thị Nam Vĩnh Hải mới nhất năm 2024. Let's go.